Lý do Dương Tử có khả năng gánh phim Vượng Bạn Diễn nhưng lại không có được nhiều dự án lớn. Nhiều fan hâm mộ của Dương Tử vô cùng bức xúc vì với khả năng gánh phim Vượng Bạn Diễn của mình, nhưng tài nguyên phim của cô nàng lại không quá nhiều thay đổi và không có nhiều dự án lớn. Dự án Trường Tương Tư do Dương Tử đóng chính cho thành công suốt mùa hè năm nay. Bên cạnh đó, nhờ khả năng Vượng Bạn Diễn của cô nàng, ba tên tuổi của cả ba nam chính đều được phi thăng và có nhiều tài nguyên tốt. Tuy nhiên, mới đây nhiều fan hâm mộ của Dương Tử vô cùng bức xúc vì với khả năng gánh phim của mình, nhưng tài nguyên phim của nàng Tiểu Hoa lại không có quá nhiều thay đổi, cô nàng lại không có nhiều dự án lớn. Thậm chí không ít fan của Dương Tử cũng cảm thấy buồn lòng vì cô nàng khá nỗ lực trong vai diễn, nhưng vẫn chưa nhận được nhiều người công nhận trong nghề. Nhiều khán giả trung lập cho rằng các nhà sản xuất khi lựa chọn diễn viên chính thì nên xem diễn viên nào có thể mang về lợi nhuận thế lực cao hơn cho họ. Kế tiếp là giá cát xê diễn viên chính cao hay thấp. Được biết Dương Tử dù được thế hệ Tiểu Hoa nửa đầu 90 nhưng lại hot lên cùng thời với nửa Tiểu Hoa 85 như Dương Mịch, Triệu Lợi Dĩnh, nên mức cát xê của cô nàng cũng không kém cạnh đàn chị. Nếu Dương Tử có mức cát xê cao và không mang về nhiều lợi nhuận cho nhà sản xuất thì sẽ không được họ chiếu cố. Bên cạnh đó, với khí chất và ngoại hình hiện tại của Dương Tử không phù hợp với nhiều dự án chính kịch. Chính vì thế đó là một trong những lý do tài nguyên phim của Dương Tử vẫn dậm chân tại chỗ, không có nhiều khởi sắc. Nói về việc Dương Tử thường xuyên gánh phim và kết hợp với dàn nam chính kém nổi hơn, vì do cô nàng lựa chọn như vậy. Được biết cô nàng đang cân nhắc lựa chọn bạn diễn sau sự cố Thanh Trâm Hành bị đắp chiếu vì scandal của Ngô Diệc Phàm. Từ sự việc đó, Dương Tử không để ý quá nhiều đến địa vị của bạn diễn và có khuynh hướng hợp tác với các điều sinh đợi bạo. Được biết nhờ khả năng Vượng Bạn Diễn dễ tạo cảm giác chemistry nên Dương Tử là một trong những nữ diễn viên được nhiều tiểu sinh đợi bạo muốn hợp tác. Thế nên có không ít tiểu sinh tự mang tài nguyên đến với mong muốn kết hợp cùng với Dương Tử.